Xin chào các bạn, hàng Edora mới về. Lô này là vào giữa tháng 6. Hàng mình đã bốc hết hai kiện lên trên đây rồi. Nhưng mà qua bên đây đi cơ. Ở bên đây trước còn hai cục to quá, khiêng lên không nổi. Cục này khá to nhưng mà là bộ lục giác đầu bằng á. 11 là 11 cây. Này nó to quá. Nên là mình để đây mình không gỡ ra, nhưng mà một lúc nào đó mình sẽ gỡ ra vào một thời điểm mặt trời đẹp, thời tiết đẹp. Hôm nay đi bắt đầu từ đây đi. Đây là bàn chải đánh răng. À, số 4 này có nghĩa là nó có 4 hàng á. Nhìn nó có 4 hàng, nhìn vào đây mình có 1 2 3 4, đếm thử xem nó có bao nhiêu cột nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 cột rưỡi. Đó, thì mình sẽ gọi là hàng cột nha. Cái 4 hàng này. 4 cột, bao nhiêu hàng đó. Đó, nhưng ma trận thì thôi, giống như kiểu mình cấy lúa gì đó. Thì mình, cái số 4 ở đây thì nó thể hiện ở đây là 4 4 cột ha. À, 4 cột hay 4 hàng gì cũng được. Thì khi các bạn mua bàn chải gỗ này thì các bạn đẩy cái thông số đấy. Thì lần đây là lần đầu tiên mình đếm số cột, số hàng, chứ còn lúc trước thì thực ra thì không có đẩy. Này là cái mút xốp của cái bộ clay bữa trước mình giao cho khách còn thiếu nên là Eura bổ sung. Cái này là cái mút xốp mình để cho nó clay vào đây. Rồi xong sang đây đi. Này là tô vít 547 VH3, là tô vít 4 cạnh VH3. Này là kìm bấm dây cốt mạng. Này mình có làm review rồi. Này là bộ tô vít cách điện 1000V. Này hai cái này mình cũng làm review nhiều lần rồi. Này là kìm mỏ nhọn đầu cong 90 mà dài 250. Có 1 2 3 4 cái. Còn đây là cờ lê đóng. Cái đóng là cờ lê búa, mình hay gọi là trồng đóng hay là vòng đóng gì đấy, nhưng thực ra nó là gọi là cờ lê đóng thì đúng rồi. Này, nhìn rất đẹp. Này của Edora sản xuất tại Đức luôn. Con này kiểu mới này, cái này mới. Ồ, khuôn mới này, này khuôn này khuôn mới. Khuôn cũ không đẹp được như thế này. Cờ lê đóng của Edora rất là có tiếng tăm trong đặc biệt là ngành dầu khí. Ngành dầu khí họ dùng rất là nhiều, nhà máy lọc dầu rồi. Cái này S13 đây là cái gì đây? Này là bộ này. Bộ này chắc là lần đầu tiên về quá. Nhìn thấy là lạ. Bộ này thì đây cũng là lục giác, đây là lục giác. Lục giác này là lục giác tay hình chữ L, lục giác này là bạn phải dùng với lại cái cần tự động. Đầu vuông 1/2 thì nó có rất là nhiều kích thước. Lục giác này anh em còn hay gọi là lục giác chìm á. 13 là có 13 món, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là 13. 13 là chắc là tính cái này. Đại khái vậy, quy luật đặt tên vậy. Còn cái này, này là kìm phe đầu cong, phe mà không có cái này có nghĩa là phe ngoài. Rồi kìm gì đây, này là 4, kìm đầu bằng. Thì anh em có hỏi, mấy clip trước anh em có hỏi là tại sao không đọc luôn giá, bởi vì nó nhiều như này thì trên website, vì đây là hàng về chứ không phải là mình làm clip để mình bán cái này. Cái hàng về thì nó còn vừa có của khách hàng, vừa có của vừa để hàng stock. Thì cái nào hàng stock thì mình sẽ có giá, hoặc là anh em truy cập vào trong website vinatool.com ấy. Bạn các bạn có mã thì nó sẽ ra giá, nó sẽ hay hơn. Cái hàng ngàn cái như thế này đọc giá thì nó sẽ điên luôn. Và các bạn cũng không có nhớ được, mình cũng chẳng nhớ được. Và nó gây ra cho cái clip nó sẽ dài hơn. Bạn coi nó chóng mặt hơn. Đó thì kìm của Edora thì mình hầu hết đã làm review hết rồi, kìm cái điện. Rồi đây. Cái này trước đi. Cái này cũng đẹp, cái này nhỏ đầu tiên về. Nó này cán bọc nhựa hai thành phần. Rất là đẹp. Cái này size 150 tức là 6 inch. Rất đẹp, cái này được coi là dòng mỏ led đẹp nhất của Edora. Của Edora thôi nha. Cái kiểu này là cái kiểu của Thụy Điển. Không phải. À đúng rồi, kiểu của Thụy Điển. Rồi. Thì cái này mà mình sẽ làm review lại sau. Còn 500G250 là mỏ led nhưng mà ngàm nó linh động. Ngàm hình chữ V. Thì tất cả các cái kìm chết, xin lỗi, kìm chết, tất cả kìm chết thì nó sẽ giống nhau phần đuôi, bàn tre thì nó giống nhau phần đuôi này. Thì chỉ khác cái mỏ thôi. Thì cái mỏ này là mỏ hình chữ V để mình kẹp các cái phôi phẳng. Đó, kìm chết của Edora thì bá cháy rồi. Bạn đừng có nhìn giá để mình coi cho nó có hứng thú. Nghe giá xong rồi hết hứng thú coi.
Nhiều khi mình làm clip xong đọc giá xong thì người xem chửi vào mặt ngay, kiểu như là mày điên à, bán cho chó. Mình không quan tâm đến những con người đấy, họ giới hạn chỉ đến thế thôi. Cái này cũng là cách điện này, hàng chính thì là cách điện. Đây mở lên cái này, có cái kìm bấm 300 này, cái này phải để riêng ra chứ hả? 300 thì kiểu kiểu này là cái kiểu hay dùng là ngàm cong. Ngàm cong là bạn kẹp cái phôi tròn được. Đó, ngàm cong như thế này, cong đối xứng như thế này. Ôi, nghe tiếng kêu rất là đã luôn, nhìn nó giống như con cá khô vậy. Xem có cái gì mới không, 250 cũng vậy thôi. Bi thì cái này giống như thằng này, tao để đấy. Đây này, hai này giống nhau này. Rồi sang đây đi, xa ra tí. Rồi thằng này là búa nhựa, nhưng mà đầu dạng là đầu Desnoban, tức là đồ nó khác nhau cái đồ cứng. Thì đối với búa nhựa là anh em thường hay ý, quan tâm đến khối lượng là không không hợp lý nha. Búa nhựa là các bạn quan tâm đến đường kính của đầu búa và vật liệu làm đầu búa cũng là búa nhựa, nhưng mà nó rất là kiểu nhiều kiểu nhựa. Thì kiểu nhựa nó sẽ khác nhau, nó sẽ khác nhau cái độ cứng bạn dùng cho các cái phôi khác nhau. Thì cái này chỉ có ai làm chuyên môn mới biết thôi, chứ còn anh em mà làm đang DIY thì cũng ít quan tâm lắm. Nghe mình nói làm sàm thì cái búa này nghe cũng ngứa tai nhá. À, thì cái búa đầu trắng cũng là nhựa, nhựa Desnoban, là nó có độ cứng theo kiểu số B, số D gì đấy. Số gì ta? Nó có cái thông tin số của độ cứng, nhưng mà thôi ở trên website nó có. Thì cái này cũng làm review hết rồi. Đó, thì bạn thấy là đường kính của cái này là 80 này. Ồ. Tiếp theo là kìm phe trắng, kìm phe cán cán trần. Còn cái này mới này. Này kìm kẹp phôi hàn thì phải. Mỏ nó hơi đặc biệt. À mà kìm này kẹp dây dây e, kẹp hai cái dây vào đây này. Anh em làm nào làm về ô tô thì hay xài nhiều đến cái kìm này. Gỡ ra thế nào, chỉ có một cách này, anh em làm về sửa chữa ô tô thì hay có cái dây, các cái dây kéo giống như ở dây thắng vậy đó, thì nó sẽ có cái đồ để mình mở ra như vậy, mình gài hai cái đầu nó vào đây mở ra. Này thì lần đầu tiên về quá đẹp đấy. Nước Đức là đặc trưng của nước Đức là ô tô, đặc trưng của Việt Nam mình là phở. Rồi bút thử điện, kéo cắt tôn, kéo tôn này mới, kéo tôn vừa rồi mình có nhiều order về bét xây khi nào về. Cái này thì nhiều lần này, cái này có thể là anh em nào thích mình, chỗ nào mình nhập về một bớ để làm khuyến mãi. Solingen, Solingen là một địa danh gần Remscheid, thủ phủ của đồ nghề, giống như kiểu mình lấy bia là bia Sài Gòn vậy đó. Thì họ cũng lấy cái địa danh và gắn vào sản phẩm. Này này cái gì, bút thử điện rồi. Ủa thước này à, đây thước này vừa rồi ai ai đề xuất à, bình Thiên Bình, Thanh Bình gì đó. An Giang. Đề xuất giá rẻ, đây rẻ hơn cả hàng Đài Loan luôn. Thì hãng họ tặng tặng để cho mình bán giá rẻ. Thì cái này mình may mắn này, vừa đặt phát có hàng luôn, rất xịn nha. Gọi ra sản xuất tại Đức luôn đấy, hàng xịn nha, giá bèo luôn. Có 5 cây nha, có 5 cây thì Bình lấy một cây rồi. Thì anh em nào mà muốn lấy cây này thì anh em có thể nhắn luôn trong cái clip này, đặc biệt nha, giá đặc biệt đâu đó khoảng 700-800 gì sao đấy, hay 500.000 gì đấy. Giá bình thường nó là 1,5 triệu. Thường lấy cái để xài cơ, mua chứ mình lấy, xin lỗi nhầm. À, có cái búa trong này. đâu Đó, cái búa to đó. là búa nào đây hả? Ý xoắn trong này hả? Trong này đắt lắm ạ, búa 80 này rất kinh luôn đấy. À, chống nảy là mình giải thích cho em là tại sao nó lại chống được nảy, thì nó hiện tượng vật lý đơn giản thôi. Có thế hả? Có cái Ai Cập
thấy nghe nghe trong đây bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái tiếng lóc cóc ấy. Trong đây nó có một cái hạt hạt tạo ra quán tính, thì khi mình dán xuống này, khi mình tán xuống này đúng không, tán xuống như vậy thì bảo toàn quán tính nhé, bảo toàn vận tốc thì toàn bộ cái hạt nó sẽ đi lên trên. Khi mình vụt xuống này à, bảo toàn quán tính thì toàn bộ cái hạt nó đi lên trên, nhưng mà khi mình tán xuống thì toàn bộ cái hạt nó sẽ tống thêm một lần nữa để nó chống chống nảy. Đây là hiện tượng vật lý rất là đơn giản đấy, anh em nào mà quan tâm thì biết là tại sao nó lại chống được nảy. Rồi cái gì đây, đây này em kêu là máy là chưa có làm review đây đúng không, còn dao cắt ống này cũng là khủng bố này. À, thì Aurora họ cũng có một cái rất là hay, năm nay là họ kỷ niệm 100 năm thành lập công ty, nên là anh em nào mà thích cái gì mà yêu cầu là họ sẽ cho cái giá đặc biệt, giống như kiểu cái thước kia kìa, để cho cá nhân thôi nha, chứ không cho công ty. Thì anh em nào cá nhân mà thích đề xuất cái gì đấy hay thì anh em đề xuất một phát thì mình sẽ báo với hãng, thì họ sẽ cho cái giá đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm. Ủ này to vãi, ủ đẹp thế. À, bạn thấy cái dao cắt ống mà nó có một cái hình tam giác ở đây, có nghĩa là bạn cắt cái ống mỏng được. Lưỡi này phủ ma nhê đẹp quá, tôi cắt tới đường kính 63 luôn này. Đâu mà thấy đá. Đá thì không, không chút có vớ. Như thế lên đàn ha. À lên đàn ha. Ủa hay gì, cường chắc xin chưa đi săn này. Ghê thiệt. À, có mũi tên này. À, mình sẽ review chi tiết cái này sau này, đẹp quá. Nhìn giống như kiểu dao cắt ống này. Này. Cái này là ống mà. Rồi ok. Mình sẽ review chi tiết cái này cho anh em sau. Này đẹp quá. Đọc cho anh cái này xem bao tiền cho anh em ham mê muốn ước lượng giá. 162-83. 6A chứ. Lâm. 162-63. À 182-63. Giá có thuế nha. Mình đọc số tôi nhân thế cho. Là có thuế chưa? À 5.1 thì bán 4.95 thì có vẻ hay hơn. 5.4 hả? Đó, cái cây này là 5.4 nha các bạn. Tiếp theo bên đây. Đây đi Cường. 60-12B thì cái này mỏ led này thì thường xuyên rồi. Đây là cái này lục giác màu mè. 204G là cờ lê tự động. Đó thì nó nhiều như vậy mà anh em kêu mình đọc giá thì chắc không nhớ đâu, mà cái này của khách hàng gọi đặt hàng nên là tiền thẻ mình review về. Thì mình review như vậy nó có một cái hay, tức là những các cái bạn đặt hàng các công ty mà bán cho khách hàng á, thì mình sẽ biết là các bạn sẽ biết là hàng của các bạn nó về, thì mình sẽ khỏi mất công phải check kiểm tra nữa. Thì là vậy. Còn đối với anh em mình mà chưa mua thì các bạn biết là nó có các cái loại như thế này, thì các bạn muốn biết tham gia tham khảo thì các bạn cứ nhắn là cứ để lại comment ở bên dưới á, thì bên mình sẽ trả lời. Bạn các bạn nhớ nói mã hàng nha. Ví dụ như cây này chẳng hạn, bạn muốn biết giá của cây này là bạn sẽ đọc được con số là 383G41. Đó, mà phải đọc lên cái con số này thì người ta sẽ biết ngay, người nghe sẽ biết ngay nó là cây gì, thì sẽ không cần phải hỏi lại. Nó rất là đẹp như vậy. Đẹp hay không phải lột quần lột áo ra thì mới đẹp được. Kín bưng này nhìn thấy cái gì. Ui. Đấy. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đẹp quá, cán kiểu cán cổ điển, nhựa cổ điển. Ở đây chúng ta đặt bỏ vô giúp anh nha. Rồi. Tiếp bên đây. Đây còn cái gì không? Đây gì mới lạ không? Đây bộ cờ lê 100 là cờ lê hai đầu miệng, một bộ. Ui ý cái này những chưa về bao giờ, những loại lẻ thì có rồi. Đin 100 tức là cờ lê hai đầu miệng thì nhiều người hay gọi là cờ lê càng cua. Ô bó vậy thì khỏi luôn. À thì họ bó trong cái bịch như này rất là đẹp, nó còn cái găng ti như này nên là mình không thể mở ra được, có khách đặt rồi. Đấy, cái này mình có làm review nhiều lần rồi. Thì cái này nó phù hợp cho nhà máy xí nghiệp mình mua bổ sung á, hoặc là mình mua về là mình bỏ vào trong thùng đồ nghề á, thì mình sẽ không cần những cái thứ đóng gói linh tinh phức tạp gì cho tốn tiền. Mua về rồi mình gỡ ra rồi mình bỏ vô là được rồi. Còn những người chưa sử dụng cờ lê của Aurora bao giờ, ông làm thế thì bố ai biết nó là cái gì. Không sao, bạn tới showroom đi, có đầy. Đây. 187 160
Đây đai phải không? Cái này 187 là phải là khủng nhất chưa? Cái đai này là lại đơn giản. Made in Germany nha. Thì cái lê dây đai thì Elora cũng khá là nổi tiếng, nhưng mà không phải nổi tiếng với model này. Nổi tiếng với model khác, model đẹp hơn cơ. 280 hay gì đấy. Này, kìm các kiểu, mình xếp kìm lại. Đây. Bơm mỡ tay. Cái này 2,5 triệu, 2,8 triệu gì đó. Ô con này cái lê này. Cái này gọi là cái lê gì ta? Này tiếp mở buji sao hả? Đấy. Ra đời này về nhiều hàng đẹp thế. Còn tốt tại Đức luôn. Mình sẽ review cái này sau. Này đẹp quá. Này kiểu mới ra lò. Rồi, tiếp theo bên đây. Tô vít thì không có vấn đề gì, quen thuộc rồi. 205S cũng vậy. Nhà 18M thì cái này cũng giống là hộp cà tông ấy, nó cũng giống như cái nàng thằng này. Nó sẽ không có cái gì hết, không có bao bì gì hết. Thì họ chỉ quấn một cái lớp giấy dầu thôi, để cho nó chống reset thôi. À. Đó, người mua người ta cũng rất là thích, là sẽ được thà là người tháo đầu tiên ra, chứ mình tháo ra thì họ sẽ mất đi cái cảm giác khui đồ mới. Cái lê của Elora thì mình làm nhiều quá rồi, trừ như các bạn chưa dùng bao giờ thôi. 1690 thì là này chống ấy à? Chống này luôn đúng không? Còn thằng này là cờ lê cần tự động, cờ lê lực, nhưng mà đầu lắp ghép thì cái này nó phải đi thêm nhiều phụ kiện nữa mới dùng được, chứ bản thân đứng độc lập một mình nó là chưa dùng được. Thì nó có một cái hay là mình sẽ cơ động, mình thích cái gì thì mình gắn. Đấy, thằng này cũng ít khi về vì giá của nó cũng điên rồ. Cái này nó qua tờ giấy này rất là quan trọng, đặc biệt đối với anh em quan tâm đến trong công ty mà có ISO hoặc này nọ là hay cần những cái này. À cái đầu nó đây hả? Tra giá cho anh cái này thử coi Lâm. 2034125. Đó thì cái đầu ghép bằng gắn vào đây. Đây này. 6,8 triệu. Đó, giá tham khảo nha anh em. 6,8 triệu. Nên nó phải có cái đầu này. Rồi cái đầu này là để phải gắn với lại cái đầu tuýp đó thì mới dùng được. Đó. Nên khi bạn mua là cái đầu vuông cái này, à cái đầu hình chữ nhật thế này này, phải vừa khít với cái này. À, thì bạn mới dùng được. Mình chỉnh lực ở đây. Mình kéo đây ra, chỉnh lực, xoay đây rồi bắt đầu mình khóa nó lại, bắt đầu mình siết thì phải có cần thêm cái đầu tuýp ở đây nữa. Thì mình sẽ review chi tiết cái này sau. Này hay nè. Mình có cái gì đó mà tay mình nhấn lại để mình rút ra được, như đây vậy là không rút được vì nó khóa rồi. Đạt giải cứu bên gì đi chứ. Rồi này có cái gì lạ đây không? Đây 187 280 này, cái này đẹp này, cái này mới là chữ danh này, chữ danh nhân giá của nó cũng nhức đầu. Tra thì manh giá của cái 187 280 thôi. Bây giờ Việt Nam mình ô tô nhiều ấy, nên là cái này cũng 2,3 triệu đúng rồi. Có giá có thuế được không? Đấy, rất đẹp luôn. Thì các bạn mà anh em nào mà biết về xe tải man ấy, của Đức ấy, đặc biệt ở Việt Nam mình thì bên quân đội dùng nhiều xe tải man, là mỗi một cái xe tải man là nó sẽ có hai cái này. Cái này là xin này. Và trong kho của Elora là cái này họ lưu họ tôi chữ hàng có sẵn là hàng ngàn cái, tức là mình qua mình gặp họ kêu đặt lần 5.000 cái có luôn. Đấy. Kin MK thì về hoài rồi, dao tự động, dao an toàn này, dao an toàn 281S bao tiền? Buông tay ra thì nó sẽ thu về 680.000, 281S, ủa cái này cầm đá quá. À, an toàn là vì vậy đó, mình buông tay ra thì nó sẽ thu lại để mình không có quẹt như thằng này này. Mình buông tay ra nó vẫn vậy, là nhiều khi mình làm cho bụng cường cái hả? Toát mồ hôi đỏ ngay đúng không? Rồi. À. 62 này em, bỏ chung vào một chỗ này. Thì có 3-4 cái gì đó mình làm video nó sẽ đẹp hơn đây. Cái này
488R250 bao tiền? R tức là bo cua sang phải. 1,3 triệu. Đó, kéo bắt tôn, nhưng mà ở đây nó có chữ R, tức là cái miếng nó sát sang đây, thì khi bạn cắt là bạn cắt thẳng và bo cua sang phải. Còn nếu nó không có chữ R thì sẽ là bo cua sang trái. Chữ R là vậy, drive tức là cái hướng bo cua nha, chứ không phải là dùng cho người thuận tay phải. Tay nào dùng cũng được hết. Đúng rồi đó, chủ động vậy đó. 60 này quen thuộc quá rồi. Thằng này này đo nồng độ axit của bình ắc quy trong phòng thí nghiệm thì người ta gọi cái này là phù kế. Phù không, nó giống như cái chữ phù ở trong phù mỏ. Phù kế. Thì đo để đo tỉ trọng axit. Cái này kìm, các loại kìm thì mình sẽ xếp riêng, các loại kìm là kìm của bạn quen thuộc là cái này. Này là kìm bấm dây cốt, bấm cốt. Ủa, giờ này về lại màu đen. Mỗi lần thì màu đỏ, giờ màu đen. Cái cán này này, họ thay đổi này. Đó, cái này là phải review lại này. Lâm để ý giúp anh là cái kìm này phải thay lại hình nha. AN 466A. Ừ, hiện nay đang cán trên đó là cán đỏ đúng không? Đó, bây giờ nó họ chuyển sang năm 2024 tăng màu đen rồi. Cuộc đời nó cứ đen với đỏ rồi xong lại đen rồi đỏ này. Đây, có cái này đặc biệt. À, tra giùm anh cái mã của 1640. Tên giang hồ gọi là cái gì? À, cái khung giống nhiều là cái khung cưa á, nhưng mà này là khung rúa. Nó thì nó sẽ phải đi với cái lưỡi đây này. Đó. Để bạn thấy là nó có một hai mặt như thế này. Rồi để bạn rúa thì bạn sẽ gắn nó vào đây. Mình sẽ review chi tiết sau, nhưng mà đại khái nó vậy đó. À. Thấy chưa? Để bắt đầu mình với tay mình để cầm đây, thiết kế rất là tuyệt vời luôn, cầm đây. Để rúa cái khung bỏ. Bỏ loại bỏ những cái vết chảy xước gì hay là làm gì đấy này. Tương đưa ở đây. Ồ hay ha. Về thì 6 đi. Nào có lưỡi chưa? Có lưỡi chưa? Có về thế. Chưa đâu. Cái này nó không rành tiếng Việt đúng không? Đó thì này về có 1 2 3 4 5 6 7 cây. Chưa có lưỡi, không có lưỡi là bao tiền? Không cả lưỡi vào là bao tiền? Accessory bên dưới. Rồi cái này là gọt bạc đạn, lục đẽo bạc đạn, làm sạch bạc đạn này. Con dao, ủi dao bên đây luôn này. Đó, để bút xua thế. Lưỡi 3,2 triệu hả? Lưỡi tầm 1,8 triệu QVT. Tổng lại lắm là bao tiền nhanh. Cái này với cái này bao tiền? Lưỡi thẳng. Nó gồm nhiều loại lưỡi, có nhiều loại lưỡi. Lưỡi nào chả thẳng, chỉ có lưỡi người mới cong thôi. 3,3 triệu. 3,3 triệu hả? Dạ. Ôi giời. Rồi cái này là 510 là mà súng xít bu lông đầu ngang. Cái này giao cho bên Phú Thái. Tiếp theo là cảo. Cảo ba chấu, cái này về hoài, 320 200 là về hoài. Cái này nhiều người dùng. Cái này, này đẹp này. 404 tức là lỗi không tìm thấy nguồn. Đâu tìm cắt móng. Đó có 404 là lỗi mất linh gì sao? Đúng dân IT kỳ vậy. Đúng không anh? Không, tại giờ nó có redirect rồi thành ra là cũng không quan tâm lắm. Vẫn có lỗi 404 đấy. 404 là không xác định được nguồn gốc đúng không? Bộ kìm phe thì phải. Kìm phe 8 cây. Kìm phe không phải cắt móng. Kìm phe 8 cây thì đúng một bộ nó phải vậy đấy. Cong thẳng trong ngoài. Đẹp quá hả? Đợt lô hàng này nó làm đẹp thế. Kiểu 100 năm nó tái sinh. Kiểu như là chim gì phượng hoàng lửa. Bọn này chắc mình phải làm lại em ạ. Làm lại video á. Cái kiểu mới, cái style mới nhìn đẹp quá. Này mình có review rồi, mà mình sẽ làm lại để anh em xem.
Ở đây có hai bộ của khách. Đây. Đây cái này cái cào nhỏ này. 320, 150, 320, 200. Rồi cái này là 31 không cái mỏ nhọn. Của Elofox. Theo. Vào chính giữa. Lâu lắm mới về cái này dòng. Mỏ nhọn. Em à, nhà làm gì có cắn kiếm mỏ nhọn. Tôi đi này rồi mua cán đỏ như rồi mua cán dây. Tiền đặt cho mượn. Mà nó nhìn đặt nó không có tiền cho nó, nó cho mày mượn. Vay đúng rồi, vay. Đây cáo này. Cáo hai chấu này. Này đẹp này, áo ra đi ha. Hỏi Lâm này, Lâm này nó chưa có bồ chứ có vợ. Tiền nó có xài đâu. Hả? Để về cho mẹ. À, đem tiền về cho mẹ hả? Lâm vậy hả? Đủ căng rồi. Hèn chi cuối tuần đủ nó đi nhậu mặt nó nhăn nhó. Cứ vậy hả? Mắc mách với mẹ đi làm xếp rủ đi nhậu hết. Bằng tiếng. Hả? Ân à, chắc anh nhầm, tao có nhầm Lâm mới Ân nhỉ, cái nhầm suốt à. Trên từng cây số hả? Chứ có hai cường cũng nhầm. À, chứ hai cường. Cường rò mà cường mập. Cường rò mới cường ốm chứ. À, hai cường cũng ốm. Đúng. Xung xích vô lông loại tiny là nhỏ, mình lách mỗi khe hẹp được á, nên là cái này nó sẽ rất là đắt. 503, 503 bao tiền Lâm? Này anh nhớ không lầm, rất đắt. 503 nở cái súng xít bù lông bằng chi nén này, đầu ngắn nhỏ, 14 triệu thôi hả? Đó, cũng đọc 15 triệu tư à? Đó, cái đọc giá phát là dễ bị ăn. Ăn đan mạch rất đẹp luôn. Thế là cái loại nhỏ xíu như này rất là đắt. Rồi lục giác gì này, lục giác tôm tích, lục giác con bè bè, nó có chỗ vị trí này, vị trí trung tính này. Cái này nó cũng rất là nhân văn nha. Như mình gạt qua đây, mình mở bên đây này, gạt qua đây mở bên đây này, còn nếu mà gạt ở giữa là trung tính nhé. Giống như kiểu trong giấy tờ bây giờ nó có là male, female và other, cái loại mà nó đứng lơ như này là other. Đực đéo là đực, cái đéo là cái. Còn nếu mà trong cái tờ số ấy, nó gọi là trạng thái tổng trở cao 2Z. Chứ 0 với 1 nó sẽ có trạng thái gọi là trạng thái nằm trung gian. Tổng trở cao 2Z. Biết không? Nói đực mái này, đực cả trống cả mái là biết ngay đấy. Giờ nó có cái loại gà nó không phải đực, không phải là trống luôn, không phải cái luôn. Còn gì đây đâu? Đây, thằng này này. Này anh Lâm nó đang suốt ngày nó ngồi, tao thấy nó chào giá gì. Phước rà phẳng này. Rà phẳng, canh lá là bây giờ người ta lên một bước rồi. Rà phẳng nó thương mấy trăm. Không ấy là nó đang đục cái canh lá không ấy chứ. Không, lâu lâu nó có chào thức ra phẳng rồi. Nè. Cái này sao giống quận Lâm vậy? Ý tao nói là cái con dao. Mày đừng có nghĩ nhanh quá. À, rất đẹp luôn, mình sẽ review này sau nha các bạn. Nó có một cái lớp đen ở bên trên đó là phủ điện hóa. Rồi đục số. Đục giác. Ơi, cái lê đánh lửa này. Lê đánh lửa này, 146S10M bao tiền? Nay mình có đồng bọn trợ giúp ấy. Nên là mình nổi hứng lên đọc giá vài cái cho nó. Shit. À, cho đây đánh được hóa này. 164S10M. Đúng rồi. 10 cây. 146 xin lỗi.
Cái này là dùng cho hệ thống đánh lửa, như anh em lần nào có làm về hệ thống ga khí đánh lửa hệ thống ga khí. Đó, 3 triệu. Cái này 3 triệu này. Đó, bình thường chào giá cái này phát ăn ngay cái bia Đan Mạch vào đầu ngay. Huda, bia Huda đúng không? Huda là Huế với Đan Mạch ấy. DMCC, CC có nghĩa là công cụ ấy. Công cụ Đan Mạch vòng đầu ngay. Đây này. Này đi. Cái này là cái kìm à? Mình nhìn thấy có cái tay ở đây có nghĩa là nó chống tĩnh điện này. Kìm này chống tĩnh điện của Eura thì bá cháy rồi. Quá bá cháy luôn. Giá cũng ngủ bốc khói luôn. Bá cháy thì bốc khói luôn. À, chào. Này công ty mình lấy ra một cái mẹ chỉ để cắt dây dây rút sang chảnh quá đẹp luôn. Nó có hình cái tay đây rất là chống tĩnh điện này, mình em dùng cho chip bo mạch nhá, thì mình dùng đúng là phải dùng cái kìm này. Mình có thấy cái nào mà có ESD là ok, chống tĩnh điện nhìn đẹp không? Cái này thử trăm bao tiền Tâm ơi, 4560 ME2K bao tiền? 2,5 triệu thì tư đấy, thì mới ra nó vậy đó, chống tĩnh điện là nó vậy đó. Này ra ngoài chợ mua 50.000, 50.000 nhiều khi còn bị chia đắt. 2,4 triệu này có nhầm không đấy hay do anh nghe nhầm đấy? Đó, đây của khách mình đặt rồi. Gì nữa đây? Móc, móc siêu của Eura thì đẹp. Eura nó đẹp là vì cái cán nó đẹp, cán qua cho lít đấy, nó đẹp. Lấy các loại siêu. Ồ, còn nguyên đai luôn. Này như mình có review rồi sao? 590S. Cắt ra đi. 2,3 triệu. Xong để mà xài đi. Cho mình dòm mắng cảnh cáo để cho người khác người ta khỏi mất công người ta mắng. Thì từ mỗi sáng mình dậy mình ngủ dậy mình mở YouTube lên rồi mình không thấy có bị ai mắng, nó không quen. Hết. Ăn sáng là thấy nó cứ chèo chạo thế nào. Đấy, tuyệt vời bộ rồi. Đẹp là vì đẹp hơn các hàng khác là vì cái cán nó đẹp thôi, chứ còn cái phần vật liệu đây nó cũng giống nhau. Sáng nào con mình hỏi mình ba xóa hết chưa, xóa chửi rồi. Mình hồi nhỏ đi học là toàn học kiểu Chí Phèo ấy, mở đầu trên Chí Phèo là hắn vừa đi vừa chửi à, còn năm cao quá. Ủa phải đúng không? Chính Chí Phèo có phải của Nam Cao hay của ai đúng không? Thì mở đầu câu chuyện là hắn vừa đi vừa chửi, còn bây giờ hắn mở video lên là chửi. Gì nữa à? Đây này. Đây là cường, cái này lâu lâu mới về lẻ này, Covid của Elofox khá đẹp. Ôi ông nội này nằm đây luôn. Vậy có cái lê sửa đồng hồ này mày ấy, size 105 to khiếp luôn. Cái này đóng đều ra đúng ba cháy gì to. Cầm không nổi luôn ấy. Gần nổi cuồn cuộn giống như mình đang gắp thức ăn cho người khác ăn ấy. Nè, hay này lẩu. Ô, có tủ vít chống tĩnh điện luôn này. À, tủ vít thường nhé. 600 ES là thường. Đẹp quá này. Đây này Cường này, mình xài nhà mà không có dùng chip dùng này này này. Đấy. Đẹp thế.
của ai này, của khách đặt. Có cái nhíp này này, nhíp này mới đắt này, nhíp này chống điện chắc luôn. Rồi sau này có 190 này, nó ít thế, nó có 2 cây này chống điện này. Đó. Mình để qua đây đi cậu, đây cho đẹp. Đạt làm việc vừa chơi vodka vừa chơi nhau gì. Lên. Sao họ để ký nhỉ? Họ để hơi ấu á. Nếu ra này điểm trừ. Là đầu chuyến này. Này giống của ông pin này. Này cái nhíp đắt tiền này. Trong cái điện này. Lần đầu tiên về. Giá nhíp. Mã này. Này. Ui, con này phải để cẩn thận. Người nào mà dùng cái này thuộc loại thuộc nhóm thuộc tiếp người khó tính lắm. Đây này. Đồng nhiên màu đen là chống tín điện này. Cành lá. Cành lá này Lâm. Cành lá này. Gọi Lâm cành lá. Nhìn giống như Fellow Gold. Căng. Nghe Fellow Gold đây. Đây coi. Khi nào mà thấy anh Lâm nó bật lại được anh nhá. Lúc bây giờ công ty lên dựng đứng luôn đấy. À. Sao có ai đặt kích thước gỗ của Elora ta? Sao không đặt của Stabila nhỉ? Ủa cái này anh nhớ còn nhiều mà đạt. Dạ. Của Eura này anh nhớ còn nhiều mà. Hết rồi. Hết rồi. Này hết lâu rồi. Đẹp nhỉ. 5 mét à. Đúng, cái gỗ 2 mét đến 3 mét thôi là chỉ có 5 mét. 5 mét khớp nào chịu nổi. Ủa nguyên cu tây. Này vừa rồi cũng có người hỏi. Đùa. Rồi cái này để gác cà lê. Cái này còn mà sao lại nhập nhỉ? Gác hết rồi. Hết rồi. Rồi tộc tu vít chữ Z. Ồ đây cái này. Cà lê móc. Tiếp tí. Tiếp mở bugi này. Biết là vì sao nó có cái lỗ này. Là biết không? Để nó xỏ cái cây vào. Anh em thợ thì thay vì xỏ cây chơi luôn cái tô vít đi. Lấy cái tô vít. Hiểu không? Thì trong trường hợp mà nó khó, họ có thể xỏ lên trên, họ xỏ dưới họ lên mở luôn. Hàng chữ T. Đúng rồi. Ủa đây nó có 5 châm hay sao này? Lấy anh cái đầu tiếp này coi. Này có 5 châm hay sao này? Kiếm gì không? Đúng rồi, có 5 châm. Cái đầu tiếp đi. Đầu tiếp 14. Đúng không ta? Không phải hệ in. Mắt test đầu ra 18 không? 16 không? Này nó có 500 ở trong đây để nó hít đi. Giữ không rớt. Này chắc cho anh em sửa ô tô cho đấy. Thôi mình review cái này sau đi. Không? 18 à? Gì cho nổi. Con ốc chứ. Để đầu tiếp. Mấy cái lục giác ấy cũng được. Thôi được rồi. Hết.